Chào mừng quý vị, anh chị, cô chú và tất cả các bạn trở lại với kênh Tham quan nước Mỹ Channel. Mình xin kính chúc cho tất cả quý vị, anh chị, cô chú và tất cả các bạn có một ngày mới thật là hạnh phúc, vui vẻ bên người thân và bạn bè. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Tham quan nước Mỹ Channel, bạn đừng quên nhấn nút like cũng như là nút đăng ký kênh. Là cái nút màu đỏ ở phía dưới để mỗi khi mình ra video mới, bạn là người đầu tiên nhận được những cái thông tin mới nhất nhé. Để cập nhật thông tin về việc Việt Nam mở lại đường bay thương mại quốc tế thì hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị, anh chị, cô chú và tất cả các bạn những cái thông tin về những cái chuyến bay, những cái ngày bay trong tháng 4 năm 2021 như sau. Trước khi đi vào cái phần mà những cái chuyến bay á, thì mình xin giới thiệu dịch vụ bên mình chuyên lo hồ sơ về di trú cũng như hồ sơ về bảo trợ tài chính cho những người mà low income, bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư, và là dịch vụ chuyển tiền hai chiều từ Mỹ về Việt Nam và từ Việt Nam qua Mỹ, và cũng là đại lý vé máy bay từ Mỹ về Việt Nam, từ Việt Nam qua Mỹ. Renew những cái passport Việt Nam còn hạn hoặc đã hết hạn, kể cả các passport đã hết hạn từ lâu. Cấp mới passport Việt Nam trong trường hợp passport của khách bị mất hoặc là hư hỏng. Xin cấp passport Việt Nam cho các khách sang Mỹ từ lâu mà chưa bao giờ có passport trước đây. Chỉ có các giấy tờ Việt Nam như giấy khai sinh hoặc giấy thông hành. Cấp passport Việt Nam cho trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ có ba hoặc mẹ mang hộ chiếu Việt Nam. Visa 5 năm. Miễn thị thực, visa cho khách nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Các giấy tờ ủy quyền tài sản mua bán nhà đất, từ chối di sản thừa kế. Các loại ủy quyền khác. Hồ sơ công hàm độc thân để kết hôn tại Việt Nam. Dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế. Nhiều dịch vụ lãnh sự khác như phiếu lý lịch tư pháp, giấy xác nhận nguồn gốc Việt Nam. Thì dịch vụ bên mình có đổi những cái bằng lái xe quốc tế nữa nha quý vị. Thì trong thời gian vừa qua đó, rất nhiều quý vị, anh chị, cô chú và các bạn cũng gọi điện hỏi thăm mình về chuyến bay thương mại có mở cửa lại hay chưa. Thì cho đến hiện tại bây giờ là đã cuối tháng 3 rồi quý vị. Cuối tháng 3 năm 2021 rồi. Tất nhiên là sắp sửa qua đầu tháng 4, nhưng mà những cái chuyến bay thương mại vẫn chưa có dấu hiệu đã mở cửa trở lại. Cho nên hiện tại bây giờ chúng ta cũng đang trong cái tình trạng là chờ đợi. Thì mình cũng rất mong cho những cái chuyến bay thương mại nó mở lại, để cho quý vị ai có nhu cầu trở về nước thì chúng ta đều được trở về nước cho nó thoải mái chút. Hiện tại bây giờ thì giá vé máy bay nói chung tương đối còn cao, tuy rằng đã hạ nhiệt rất là nhiều rồi quý vị, nhưng mà đối với một số khách á, thì vì hoàn cảnh cho nên cái điều kiện nó cũng không có được thoải mái với cái số tiền hiện tại bây giờ. Cho nên mình cũng rất mong là những cái chuyến bay đó nó mở cửa trở lại, để mà tất cả mọi người ai cũng có cơ hội để trở về nước thăm quê hương trong thời gian sắp tới. Và sau đây mình xin giới thiệu đến quý vị, anh chị, cô chú và các bạn về những cái chuyến bay trong tháng 4 năm 2021. Đoàn nhập cảnh ngày 9 tháng 4, 15 tháng 4, 25 tháng 4 dành cho hộ chiếu Việt Nam và song tịch. Và người có quốc tịch nước ngoài bao gồm hồ sơ chấp thuận vé máy bay một chiều, cách ly khách sạn 3 sao 14 ngày, ngày ăn 3 bữa 14 ngày, xe y tế đưa đón từ sân bay về chỗ cách ly. Test COVID lần 2 tại Việt Nam. Test COVID 2 lần tại Việt Nam. Dành cho đoàn từ các nước Mỹ, Hàn Quốc, Canada, Pháp, Dubai và Nhật Bản. Tất nhiên là mình bán vé máy bay cho những cái nước này nha quý vị, chứ không phải riêng nước Mỹ không nha. Nước Mỹ, Hàn Quốc, Canada, Pháp, Dubai, Nhật. Trong thời gian vừa qua đó, rất là nhiều quý vị, anh chị, cô chú cũng đã gọi điện đến hỏi thăm mình là mọi người hiện tại đã chích vaccine rồi thì đi về Việt Nam có phải cách ly hay không. Thì đến thời điểm hiện tại bây giờ cho đến tháng 4 và tháng 5 đó, thì vẫn theo cái luật của Việt Nam là chúng ta đi về Việt Nam là phải cách ly. Tất cả các nước khi nhập cảnh vào Việt Nam
là phải cách ly 14 ngày hết quý vị. Cho nên cái hiện tại bây giờ cái thông tin chính thức là chúng ta cũng chưa có một cái thông tin nào là bỏ cách ly. Cho nên chúng ta cứ chờ đợi, nếu mà trong thời gian tới xem ở bên chính phủ Việt Nam có thay đổi gì không nha quý vị, thì mình sẽ thông báo cho tất cả quý vị anh chị cô chú biết nha. Thì những cái chuyến bay trong tháng 4 á, tương đối là giá nó cũng hạ nhiệt rất là nhiều rồi quý vị. Mình cũng thấy một số quý vị á, vô trong cái video thì cũng có để lại bình luận là hỏi giá mình, nhưng mà thật sự rất khó để mà có thể đưa giá lên đây, tự vì ở mỗi giai đoạn á cái giá vé máy bay nó cũng khác nhau. Như bình thường quý vị bay lúc mà trước mùa dịch cũng vậy, tùy theo ngày theo giờ quý vị book vé máy bay giá nó hoàn toàn khác nhau hết. Cho nên chúng ta cũng rất khó để mà đưa một cái giá chung lên, bởi vì hãng máy bay họ có thể thay đổi giá, ví dụ tuần này giá khác, tuần sau có thể giá khác, cho nên rất khó để mà đưa lên một cái giá chung. Tương đối là bây giờ giá nó cũng đã hạ nhiệt rất là nhiều rồi, cho nên nếu quý vị anh chị cô chú nào mà có nhu cầu đi về Việt Nam trong lúc này á, thì hãy liên hệ mình ở cái số điện thoại 714 244 8834 để mình hỗ trợ quý vị giá tốt nhất nha quý vị. Thì nói chung cái mục tiêu của mình thì luôn luôn cố gắng để mà làm việc với những cái hãng vé máy bay để mà xin những cái suất vé giá tốt để mà hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ trở về nước, để ai cũng có cơ hội được trở về nước thăm quê hương trong lúc này. Mình cũng rất là hiểu, rất là nhiều quý vị anh chị cô chú đang gặp rất khó khăn về kinh tế. Cái thời buổi dịch bệnh này nó vô cùng phức tạp, thì nhiều người đã không có công ăn việc làm mà còn không có mua được cái vé là bởi vì giá nó quá cao. Cho nên mình cũng rất là hiểu và cố gắng hỗ trợ quý vị anh chị cô chú và các bạn. Nhưng mà có những cái trường hợp á, thì những cái suất vé máy bay thì có những cái nó cũng phụ thuộc vào nhiều thứ lắm. Có những cái suất vé mình ưu tiên được và có những cái không có ưu tiên được. Cho nên nhiều khi quý vị cũng thông cảm và mình cố gắng luôn luôn tìm những cái vé tốt nhất để hỗ trợ cho quý vị có cơ hội đi về thăm quê hương. Nếu quý vị anh chị cô chú nào á, mà có nhu cầu trở về nước thì hãy liên hệ mình ở cái số điện thoại 714 244 8834 nha quý vị. Quý vị, anh chị và các bạn thân mến, nếu quý vị thấy video của mình hữu ích cho người thân, bạn bè và gia đình, vui lòng bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ video đến người thân, bạn bè giùm mình nha. Để một ai đó đang cần những cái dịch vụ về di trú hoặc là đang tìm một cái dịch vụ về bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư, hoặc cần mua một cái vé máy bay giá tốt từ Mỹ về Việt Nam, từ Việt Nam qua Mỹ, cần dịch vụ chuyển tiền hai chiều từ Mỹ về Việt Nam, từ Việt Nam qua Mỹ, thì hãy liên hệ mình ở cái số điện thoại 714 244 8834. Mình xin nhắc lại cái số điện thoại 714 244 8834. Mình xin cảm ơn tất cả quý vị anh chị cô chú và tất cả các bạn rất là nhiều đã ủng hộ kênh Tham quan nước Mỹ Channel trong thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn tất cả những cái tấm lòng rất là quý báu của quý vị và tất cả những khách hàng của mình khi mà đến với kênh Tham quan nước Mỹ, đều là những cái khách hàng VIP và mình luôn luôn trân trọng những cái tình cảm, những cái sự mà tin tưởng của quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.